Wow, xin chào các bạn nha. Mình là siêu xe mốt siêu to khổng lồ đây nha các bạn. Hôm nay thì ngoài kia gió mưa quá các bạn ơi. Mình hôm nay thì mình sẽ chạy ở trong nhà nha các bạn. Mình sẽ đi tìm đồ chơi ở trong nhà các bạn ơi. Nào cùng đi với mình nha các bạn. Yeah, yeah. Wow Ôi Xin chào Bạn xe cần cẩu Đầu thú nha Bạn làm gì ở đây thế He 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 Wow Ở đây có rất là nhiều xe đồ chơi đang bị hư hỏng các bạn ơi Wow Mình và xe Xe đầu thú này sẽ Xe cần cẩu đầu thú này sẽ sửa những Đồ chơi này nghe các bạn ha <laughs> ha Wow Thôi mình ở đây nha các bạn ơi Wow Wow quá có rất là nhiều đồ chơi luôn u đồ chơi hư nhiều quá các bạn ơi Wow mình sẽ lắp ráp sửa chữa những đồ chơi này nha Wow dục hồi một hồi mục tiêu luôn Wow Wow nha yeah. Ui mình sẽ lắp ráp cái gì trước đây các bạn Wow chiếc xe này hả các bạn Yeah À một cái xe này là xe gì ta Oh xe ben đổ đổ cát đổ đá nha các bạn à, bây giờ hai cái bánh có bốn cái bánh ở đâu các bạn ơi mình sẽ tìm bốn cái bánh đó nha wow cái này chiếc xe này màu vàng hả bạn mình đi tìm những bốn cái bánh của nó nha các bạn ơi wow bánh ở đâu ta à mà lấy thử cái bánh này nha các bạn bánh này thử dừa nha các bạn ơi wow chắc vừa đó các bạn ơi he he wow bánh này vừa nha các bạn Wow, mình cần bốn cái nha một cái nè các bạn ơi hai nè phải không wow ba nè wow ôi không phải hả không phải vậy là của cái nào ta không lẽ là cái này ta cái này mình để thấy vườn nha các bạn à chắc là cái này đó các bạn ơi à đâu mình lấy bốn cái này nha bốn cái này nha các bạn hai cái nè đó hai cái nha hai cái một cái phải có cái, cái thanh sắt nha các bạn đó rồi đây một cái nha các bạn đây một cái nha <laughs> đâu mình muốn biết á, thì mình gắn vô thử nha các bạn wow là một chiếc xe ban xe ben chở cát cơ đá nha các bạn ơi ui các bạn ơi xe rất đẹp luôn nha mình gắn vô thử nha wow 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 wow, wow. <laughs> rồi thêm một chiếc một bên bên đó nha bạn ơi wow đây đây đây, đây các bạn ơi <laughs> wow u các bạn ơi để mình gắn vô nha ây dạ ây dạ 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 ôi wow dạ, để mình gắn vô nha các bạn da 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 nó hơi khó gắn nha các bạn ui đâu thử nha các bạn wow hình như bánh của nó đúng của nó rồi các bạn ơi <laughs> rồi mình mình lại mình, mình, mình ở gần đứng gần cái xe cần cẩu cẩu múc nha, xe múc nha các bạn wow rồi tới chiếc xe nào đây wow ô một lại một xe đầu thú nha wow khủng <laughs> <laughs> đầu khủng long ba ba sừng nha các bạn wow cái này ờ xe ba sừng nấu rác hả đâu wow đâu mình kiếm coi Wow, hình như cái này nè các bạn ơi Wow, wow, màu tiệp tiệp nè các bạn ơi, phải không? Wow Rồi, còn kiếm hai cái bánh nữa bạn ơi Kiếm hai cái, à, đây một cái nữa nè bạn ơi Rồi, đâu nữa ta? À, Tại <laughs> một cái nữa nè các bạn ơi Wow Rồi nha, mình gắn vô thử nha Wow, mình những chiếc xe này chỉ hư bánh thôi, rất đơn giản nha các bạn Wow, có những chiếc xe mình thấy hình như là nó hư rất là nhiều luôn các bạn ơi Ây da ha ha. Wow nè Đứng vô nha Ây da dạ, dạ, vô nha các bạn Ây da Ây da Ây da Nè Wow rồi Đứng vô nha u các bạn ơi Đứng vô Ê, Nè 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 <laughs> Wow nè các bạn ơi Nè rồi Wow Mình đã lắp ráp Thành công một chiếc xe nữa các bạn Nè chạy thử đi Nè 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 <laughs> nè wow các bạn ơi ô yeah. oh, các bạn ơi chiếc xe này xe gì các bạn ôi oh, không còn cái gì hết trơn các bạn ơi làm sao biết được gáp đây các bạn wow một chiếc xe này là xe gì ta ồ yeah, oh. xe chở thú hả yeah. wow xe chở thú hình như bánh này của nó nè phải không bạn Đúng phải không nha à. mình để mình mình xem nha xem thứ bánh của nó phải không nha Wow, hình như của nó nè các bạn ơi. Ui. Ui, gắn vô thử nha. Wow, đây có bốn cái bánh bự này nha, mình lấy mình gắn thử nha các bạn. Wow, gắn vô thử nha. Ui. Mong rằng sẽ ok nha các bạn. <laughs> gắn qua coi, gắn qua coi. Wow, wow, ha <laughs> ha, cái này nó vừa rồi nè các bạn ơi. Wow, đi gắn vô nha. Đây là một cái xe chở thú các bạn ơi. À, bé Xi nói là xe chở thú phải không? để xe nói là xe trả thú nha trả thú gì mình sẽ gáp lại thử phải xe có xe trả thú không nha các bạn à, ha, ha. các bạn ơi những đồ chơi hư á mình có thể lắp gáp mình sửa lại mình để mình chơi nha các bạn bạn đừng có dục nghèo ha, ha, ha. rồi wow ui đúng rồi các bạn ơi hai bốn bánh xe này của nó đúng rồi các bạn ơi nhưng mà cái xe này cái đầu ở đâu các bạn cabin ở đâu ta ui mất cabin luôn các bạn ơi Ồ oh, đây đây đây, đây. cabin nữa đây các bạn ơi. <laughs> phải không ta? Không phải. phải không? gắn thử đây Wow, không phải các bạn ơi. Ồ oh, cái đầu này cái. Oh, hình như cái này được nè các bạn ơi. đâu mình thử nha, thử nha. Ồ oh, để nó có mắp nè các bạn ơi. Hình như của nó. Ê da. Của nó các bạn ơi. Chính <laughs> xác rồi nè. A ha ha cái này bật cái đầu vô được các bạn. ha à, Wow, còn cái thùng này làm sao các bạn? Wow ồ oh, ồ oh, đâu vậy đây, đây 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 các bạn ơi à cái thùng đó đó những cái thùng lắp gáp này nè các bạn ơi phải không ta đâu ha ha chị đưa mời cho mượn cái mượn gấp coi nào ồ oh, wow ha, ha. dễ gáp không ta ồ oh, sao gãy hết trơn vậy ta <cười> <cười> các bạn ơi những chiếc xe này nó thật, thật khó gáp đó, các bạn ơi mình sẽ cố gắng gấp cho các bạn nha e, he. wow hình như nó đây nè các bạn ơi mình gấp thử nha gấp thử nha các bạn không được mình tháo ra nha ok ok nè ây da ây da ây da gấp vô nha các bạn ây da nè he -he. E, e. wow dữ các bạn ơi nè ok chưa vậy e, e. thì mình sẽ gấp ở phía sau nữa các bạn ơi qua wow, đây nè ha gấp thử nha thử nha các bạn ây da ây da wow, ok các bạn ơi wow, ok luôn các bạn ơi <laughs> wow vậy là còn hai cái này hai cái này là ở trên nha các bạn wow hai cái này thì à đây đây đây, đây các bạn ơi à nó có đồ gắn vô đây <laughs> như nó đây ây da ây da ây da <laughs> Wow các bạn ơi đúng rồi nè à, ha, ha. còn cái này thì gắn ở trên đây nè các bạn ơi i da i da ô đúng rồi các bạn ơi wow mình lắp ráp thành công một chiếc xe đầu thú nè các bạn ơi xe chở xe chở thú xe, xe thùng chở thú nè các bạn ơi wow rất hay luôn các bạn ơi à, ha, ha. quá giỏi các bạn ơi các bạn sẽ cố gắng lên nha ráp như mình nha đó ha, ha. Yeah. mình sửa chữa rất thành công được chiếc xe này nghe các bạn wow <laughs> he <Yeah>. he <laughs> cảm ơn các bạn rất là nhiều nha đó <laughs> wow thành công một xe trả thú rồi các bạn wow mình qua đây mình đứng đây nha một xíu xíu mình chơi nha rồi tiếp tục một xe này xe gì bạn ơi u bạn ơi xe này là xe gì đây không phải hình như xe này là xe trộn bê tông hay gì nè ờ à, bây giờ mình gắp cái bánh đó trước nha các bạn <laughs> wow nó đang thiếu mấy cái bánh đây mình gắp vô đây cái bánh nha wow ây <laughs> <Ê> da <dà. cười> wow còn đây cái bánh các bạn ơi ô mất tiêu cái bánh này bạn ơi hồi nó mất tiêu cái bánh rồi wow mình phải kiếm cái bánh các bạn ơi

Wow, chưa các bạn ơi. Wow. Ô, oh, nó còn một cái này nữa các bạn ơi, cái cái thùng trộn bê tông các bạn ơi. Wow, còn thùng trộn bê tông nữa phải gắn vô. Ây da, đó. <laughs> Đã thành công rồi các bạn ơi, xe trộn bê tông nha. Tin 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 tin, mình là xe trộn bê tông nha các bạn. Tin 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 các bạn ơi. Wow, còn những chiếc xe gì đây các bạn? Ồ, còn chiếc xe gì nữa nè? wow là một xe cứu hộ bạn ơi một xe cần cứu hộ nè wow a à, cái này là có cái gì ờ uh, boli các bạn ơi wow wow, wow. cái cần nó rất dài luôn nè các bạn ơi ồ oh, cái cần nó rất dài luôn nè các bạn thấy không he 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 wow bây giờ mình phải kiếm những bánh xe của nó thôi các bạn ơi Wow cái này thử các bạn wow vừa nè các bạn ơi wow có là có lẽ là nó là những chiếc xe bánh này nè các bạn ơi phải không ta wow ù không phải các bạn ơi hình như bánh đó bánh khác các bạn ơi để mình tìm tìm nha ù à ơi bánh này thử nha các bạn Ồ cũng vừa nha các bạn he he nè mình lấy thử nha hai cái bánh nha hai cái bánh nè đó hai cái bánh xe nha có thêm nữa đâu À đây 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 đây, hai cái nữa là bốn cái nha các bạn. Ê. Hey. Đó mình lắp ráp thử nha, lắp ráp thử các bạn ơi. Wow, lắp ráp thử thôi nào. Ê nè nè nè. Ây da. ây da ay, da ay, da. Ay, da, ha ha. Ok nha các bạn, quay đây. nin 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 ok nha. Rồi, tiếp tục bánh sau bạn ơi đâu có chỗ nào nè đâu có cho thôi ây da ây da ây da Wow da ha một thằng xe cần cẩu uh, xe cứu hộ đã thành công các bạn ơi quá wow, quá ơi cái này là gì các bạn ôi hình như cái này là cái nắp đậy vô ly của nó các bạn ơi nè wow nắp này trên đầu có gì nè đó à, ha <laughs> Wow, đúng rồi, đúng của anh ta vậy nha các bạn. <laughs> wow, quá đẹp luôn nha các bạn ơi. Ôi, <laughs> con xe này xe gì bạn? Ô. Oh, xe cứu thương mà sao có nhiều đây hả các bạn? Ô, oh, cái gì ta? Ôi, ô chiếc xe này là xe gì? có miếng gì đó bạn? các oh, bạn ơi, gọi mấy xe mà. À bây giờ mình gắn bánh xe trước nha, rồi mình sẽ tìm đó xe là xe gì nha các bạn wow hai xe mà giống nhau nha đó mình sẽ gắn vô trước đi nha rồi xong mình sẽ tìm đó là xe gì nha các bạn rồi tiếp tục các bạn ơi đây là một cái bánh của nó nên nè nha wow đây là bánh của nó không phải bạn ơi wow ô đã mất tư cái bánh rồi các bạn bạn ơi mất tiêu cái bánh rồi wow kiếm coi các bạn ô ô ui ơi đây 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 bạn ơi đây 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 đây, đây, đây. bánh nó đây các bạn ơi Hey, hey, để mình gắn vô nha vô nha các bạn ui da he he. nha để gắn vô nè gắn vô các bạn ơi nè ây da ha ha wow, ây da ây da ây da ây da da cứng quá các bạn ơi rồi wow ô oh, các bạn ơi cái xe này ngộ quá các bạn ơi nè he he ô oh xe này không có mùi không có gì cho các bạn xe này xe gì bạn <laughs> hả à xe thì ừ. đâu mình gắp này thử nha bạn cái hộp này là gì ta ui ui vừa các bạn ơi à lại một xe cứu thương các bạn ơi ha <laughs> ha xe cứu thương bị hỏng các bạn ơi vậy mình sửa nha mình lắp gáp lại nha các bạn ô thì ra là một chiếc xe cứu thương các bạn ơi mình lắp gáp bề này đúng chưa ta ui bạn ơi ở sau đây mới được mới đúng rồi bạn ơi wow đây 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 mới đúng rồi bạn ơi thấy chưa wow đúng đó rồi bạn ơi ha yeah, mình lắp ráp thử nha thử coi đúng rồi nha các bạn ê à các bạn ơi vô mắt này nha ê à ê à wow ôi một chiếc xe cứu thương nha các bạn ơi rất là siêu to khổng lồ luôn siêu to khổng lồ luôn các bạn ơi Wow, siêu to khổng lồ nha. Nè, siêu to. Si, siêu to khổng lồ luôn bạn ơi. Wow. Siêu to khổng lồ nè. E he he. Ý, à. Siêu to khổng lồ nha. Wow. Gần thành công rồi các bạn ơi. Oh, gần thành công với xe của thương rồi nha. Mình lắp ráp gần thành công rồi các bạn ơi. Wow. Còn một mắt này dưới này nữa nghe các bạn. Ồ, uh, cái mắt này khó gắng nha các bạn ơi Mình sẽ cố gắng nha Ý dạ. wow, thành công rồi các bạn ơi Wow, wow Rồi, oh, mình đã gấp gấp thành công một xe cứu thương rồi các bạn ơi Nè 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 Wow Ô, oh, còn chiếc xe gì đây các bạn Xe cần xe cần cẩu hả Ồ, oh, đang mất hai cái bánh các bạn ơi Wow, ở đây hai cái bánh này nha Cái vô, cái vô đi các bạn ơi wow nè đó he <laughs> he ê da, ui cha ui cha đã xong được một chiếc xe cần cẩu luôn các bạn ơi ui xe cần cẩu rất đẹp trai luôn các bạn ơi nên he he Ôi các bạn ơi còn hai cái bánh này là ở đâu ta ui wow hai cái bánh này là có xe gì ta he he ôi bạn ơi thì ra mình gắn thiếu bánh này các bạn ơi rồi vô nha các bạn ơi nè nè ha ha rồi nè wow nè ha rồi các bạn ơi ha thế ra là, là mình ôi một cái xe này xe gì wow xe mô hình các bạn ơi xe này thì tự nguyên không có hư gì ha các bạn wow rồi mình lắp ráp được những chiếc xe gì các bạn <laughs> bây giờ mình chạy thử nó nha đây là một chiếc xe cần cẩu đầu thú nha các bạn đầu thú ba sừng nha ha wow, bây giờ mình chạy thử nha các bạn ơi nè chạy thử nha em em rồi rồi thử nha thử với xe xe trộn bê tông nha các bạn wow chạy thử nha em Wow, những chiếc xe lắp mình đã lắp ráp khi đấy và đã hoạt động rất tốt nha các bạn. Nè, chạy thử nha. And... <laughs> Rồi, thêm một xe chở thú nữa các bạn ơi. Nè, xe tải xe thú nha, thử nha. Chạy nha. And bin <laughs> Wow, ha <laughs> ha. Đây, tới một chiếc xe vậy đây. he <laughs> wow đây là một xe ông trùm đây xe bự đây nha xe múc cát nha chạy nha chuẩn bị nha có nè em in 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 ôi Ô, đúng dữ luôn bạn ơi he he wow tới cái xe này giờ sẽ gì đây các bạn wow ha ha đây đây là một xe cứu thương nha xe cứu thương nha các bạn nè wow còn hai chiếc xe tải nha hai chiếc xe tải bên nha một xe tải đầu thú và một xe tải màu vàng nha rồi hai người này chạy nha chạy nha nè wow còn một xe mô hình nè xe mô hình tiếp tục chạy các bạn ơi nè wow cảm ơn các bạn nha xin chào các bạn nha hẹn các bạn clip tiếp theo nhé các bạn hôm nay mình gấp gáp rất là nhiều xe luôn nha